dẫn giống lúa thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã không ngừng nghiên cứu, lai tạo những giống lúa mới. Và cho đến nay, tại Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh có nhiều giống lúa mang thương hiệu Bạc Liêu và được đưa đi trồng thử nghiệm ở các chuồng sinh thái khác nhau. Trong đó có giống lúa thơm Bạc Liêu 413 thích ứng với biến đổi khí hậu đang được đưa đi trồng thử nghiệm ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ để xây dựng thành giống lúa chính thức mang nhãn hiệu Bạc Liêu. Chúng tôi có thể ghi nhận về quá trình nghiên cứu giống lúa này trong chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát sóng lúc 7 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2022, phát lại lúc 17 giờ 55 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chuyên mục trên địa chỉ website thbl.vn, youtube.com/bacliutv, facebook.com/truyenhinhbacliu.